Các bạn, thì buổi hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn xử lý video với Canva Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn với CapCut Một phần mềm do Biden sáng lập ra TikTok Đầu tiên thì mình hướng dẫn các bạn là download phần mềm CapCut trên PC Đầu tiên các bạn sử dụng Windows thì các bạn có thể sử dụng Microsoft Store Sau đó các bạn vào app và tìm kiếm Các bạn tìm kiếm CapCut giúp mình nhé thì trên Microsoft Store đã có phần mềm của các, bạn cần... các bạn chỉ cần các bạn chỉ cần ấn vào cài đặt với cách thứ hai thì các bạn có thể truy cập vào capcut.com để các bạn tải download for Windows còn các bạn sử dụng Mac thì các bạn có thể vào cái Apple Store để các bạn tải capcut dành cho Mac đây khi các bạn tải xuống khi các bạn tải xuống thành công ấy thì các bạn ấn vào cài đặt ấn vào file .exe để cài đặt các bạn chọn run các bạn đồng ý với các điều khoản của capcut và cài đặt rồi chúng ta chờ cho một chút để cho phần cài đặt diễn ra chúng ta start nào rồi giao diện đầu tiên của cấp cắt các bạn nhìn rất là quen thuộc đây là các project mà các bạn đã làm việc nhưng mà hiện tại thì mình chưa làm việc project nào nên là chúng ta không có hiển thị cái lịch sử làm việc của chúng ta ở đây khá hai để chúng ta có thể nhìn đến bên sinh in các bạn phải đăng nhập vào khi các bạn đăng nhập ấy thì các bạn sẽ có nhiều tài nguyên của bên cấp cắt cũng như các bạn có thể xóa logo của cấp cho các bạn lựa chọn nên là sinh in tiktok và facebook google ở đây mình sẽ chọn với google rồi sau khi các bạn đăng nhập thành công thì các bạn sẽ có tài khoản ở đây và các bạn có thể start creating và các bạn bắt đầu đi vào chỉnh sửa video giao diện đầu tiên khi các bạn làm việc với cắt cắt đó chúng ta có thể bên trên là cắt cắt ở phần menu thì chúng ta có file là trong file của chúng ta có liên quan đến phần file đấy là new project là các tạo mới project import là chúng ta sẽ cho video audio photo để đưa vào trong cắt cắt post là chúng ta sẽ xuất file edit ở phần này thì chúng ta có phần undo, recovery, copy, cut và pass, delete, Nail thì là Nail ở đây là phần mà chúng ta có thể chỉnh sửa phần giao diện làm việc của chúng ta ở trong góc cắt ở đây thì có media first, layer first và timeline first thì các bạn có thể chỉnh sửa sau này khi các bạn sử dụng chuyên nghiệp các bạn có thể chỉnh sửa giao diện làm việc của góc cắt theo ý kiến của các bạn tiếp theo đó là các chính sách và các nội dung của các hẹp. ở đây thì có feedback và shortcut thì shortcut mình chút mình sẽ nói sau phần account thì chúng ta không đi quan tâm lắm tiếp theo đến là phần Global setting ở đây thì các bạn có thể xây cái đường dẫn đến new ở phần project và các bạn có thể cài đặt cái frame rate ngoài ra các bạn có thể cài đặt tiếng nhưng ở đây rất tiếc là không tiếng việt ở các bạn là server và cuối cùng đây là pack go home page là các bạn quay lại giao diện đầu tiên tiếp theo đó là quit quen với giao diện bên trên thì chúng ta cùng có một cái phần đấy là tên các bạn có thể đặt tên đấy là bài tập 1 đi đó thì các bạn có thể đổi tên cái project của bạn ngay trên này các bạn kích đúp vào nhá ở bên này thì các bạn có phần chỉnh sửa giao diện như mình vừa nói nó tương đương với cả cái phần layout này đây tương đương phần layout và đây cũng chính là phần shortcut ở trong cái phần mình vừa nói phần half chúng ta có phần shortcut, có phần shortcut thì chúng ta có thể tùy chỉnh cái phím tắt ở trong này thì các bạn có thể tùy chỉnh ở shortcut 1 và shortcut 2 mình thì đã quen với cả shortcut 2 rồi nên mình sẽ sử dụng shortcut 2 nhé ok thì các bạn có thể tùy... Đấy, các bạn không biết về cái phần phím tắt cũng có thể xem ở đây rồi chúng ta cùng đi vào giao diện thứ hai là giao diện ở dưới phần media phần media đầu tiên cắt cắt cho các bạn import video audio photo là các bạn. dạng video ghi âm và hình ảnh vào trong các cắt để các bạn có thể sử dụng để sửa video sau đó chúng ta có library chúng ta có thể sử dụng các tài nguyên của CapCut Sau đó là tiếp đó là Audio là phần âm thanh Thì khác với bản CapCut PC của Trung Quốc thì Ở đây thì các bạn có được những cái bài hát của châu Âu tiếng Anh Thì các bạn có thể dễ dàng sử dụng hơn so với các bạn CapCut Trung Quốc Thì ở đây có rất nhiều chủ đề như du lịch, vino tươi mới rất nhiều Các bạn có TikTok thì các bạn có thể đưa link vào Và tiếp theo đó là Tech Tech thì có phần Default là phần cơ bản này Phần Effect, và Trending, Basic và template cho tech có rất nhiều tiếp theo đó là phần sticker ở đây có rất nhiều sticker động cho các bạn có thể ghép vào video đồng ghép video tạo cho các video thêm hấp dẫn và phần effect là các hiệu ứng trong video ở đây thì có rất nhiều effect transition transition thì đây là một phần chuyển chuyển cảnh khi các bạn sử dụng hai video hoặc nhiều video các bạn có thể sử dụng transition để chuyển cảnh một cách nhẹ nhàng hoặc là nó gây ấn tượng hơn cái này các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều trong các video tiktok filter filter thì ở đây là cái bộ lọc màu cái bộ lọc màu khi các bạn chỉnh sửa video các bạn thích bộ lọc màu nào các bạn có thể kích vào và phần tiếp theo đó là adjustment adjustment là phần mà các bạn khi các bạn chỉnh sửa màu chuyên nghiệp thì các bạn biết là các bạn sử dụng khi các bạn sử dụng ví dụ như là có adlock có adlock nó của sony này à, uh, adlock là của fuji và nlock là của nikon thì các bạn có thể sử dụng đất các bạn áp dụng vào các video của các bạn adjustment thì đây là các À, phần cơ bản. Tiếp theo đó đây là phần layer. Layer đây chính là phần Review cho các bạn có thể xem được màn hình và phần detail. Phần detail nó phần chi tiết là phần name saver và sau khi phần detail này chúng ta thêm video vào một cái bảng control cũng như là cái bảng điều khiển cho chúng ta. Tiếp theo đó thì đây là phần tham timeline và các bạn công cụ. Rồi ở phần sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sâu hơn về cách sử dụng các bắt cơ bản. Rồi cảm ơn các bạn.